Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nam Quốc Thịnh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn các loại kẹp sago dùng để kết nối với tia ren Nam Quốc Thịnh đang sản xuất và cung cấp cho các công trình dự án. Vì các nhà thầu thi công như là thi công phòng cháy chữa cháy hay là lắp đặt các hệ thống lạnh HVAC, hệ thống điện dùng để treo thang cáp, máng cáp, khay cáp, các hệ thống máng cáp dạng lưới inox 304 hay là các ống thép luồng dây điện, ống luồng dây điện PVC. Tất cả các loại ống luồng dây điện này đều phải sử dụng kẹp treo kết nối với tia ren trên các thanh sago. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các loại kẹp sago thông dụng nhất. Đây là cái loại kẹp sago treo tia kiểu HB2 màu vàng, là loại thông dụng nhất, hầu hết các công trình đều sử dụng loại này. Đây là kẹp sago treo tia, thì chúng tôi có hai loại dùng để kết nối với tia ren M8, đây là cái lỗ để gắn với tia ren ha, hoặc là M10. Còn ở phía trên đây là cái con bu lông để chúng ta có thể cố định với trên thân sago. Còn phía dưới đây là cái thân để chúng ta có thể dịch chuyển theo những cái góc mà chúng ta muốn. Đây là cái kẹp sago kiểu D theo cái góc sago mà chúng ta thiết kế thì sẽ chọn cái loại kẹp sago phù hợp. Còn đây là cái kẹp sago gang, vật liệu nó là gang cứng ha, khoảng cách tâm lỗ của nó là khoảng cách cái thân sago này là tầm 20 mm nha các bạn. Và đây là lỗ bu lông để siết vào thân sago. Còn ở đây là để kết nối với tia ren. Chúng ta sẽ cố định hai cái đầu bằng hai con tán. Còn đây là cái kẹp sago cá sấu treo tia ren. Chúng ta có thể kết nối với tia ren M8 hoặc M10 qua cái lỗ tia ren này nha các bạn, lỗ bước ren này. Còn cái bên thân này chúng ta có thể bắt với cái kẹp treo ống CR phù hợp với lại kích thước chúng tôi đang có sẵn là phi 20, 25, 32, 42, 49 và 60. Tùy vào nhu cầu của khách hàng sử dụng ống nào, như là ống luồng dây điện hay là ống luồng dây điện PVC hoặc là các loại ống PVC ứng dụng khác đều sử dụng được cho cái kẹp cho ống CR kết nối với là kẹp cá sấu này ha. Khoảng cách tâm lỗ, khoảng cách thân xà gồ là cái này là 23 mm nha các bạn. Và còn đây là cái kẹp cá sấu treo ti loại lớn, cái khoảng cách thân xà gồ này tới 30 mm lần. Nếu mà cái xà gồ nào chúng ta có thể lớn thì sử dụng cái dạng kẹp cá sấu này ha. Đây là cái con bu lông có những cái ngàm để kết nối thân xà gồ ha. Còn đây là cái kẹp sago treo ti, vật liệu thép mà kẽm nhúng nóng, sử dụng cho những cái môi trường biển hay là hóa chất thì khách hàng thường sử dụng cái kẹp sago treo ti mà kẽm nhúng nóng HB2 này. Còn đây là cái kẹp sago treo ti ren kiểu HB3, treo ti tải nặng, sử dụng cho tia ren M12 hoặc là M14 hoặc M16 đều được nha các bạn. Chúng ta có thể bắt tia ren ở phía dưới đây, hoặc là những cái lỗ này đều có thể kết nối được với lại thân ren ha, thân ren của chúng ta. Đây là các loại tia ren M8, phi 10 và 12 ly. Đây là những cái tia ren để chúng ta có thể bắt treo ống. Tia ren thì tôi có cái bịch đầu tia ren như thế này để bảo vệ cho cái tia ren nó không có bị chảy xước. Còn bên đây là cái con tắc kê đạn để gắn vào bê tông kết nối với tia ren nha. Đây là tia ren M8 tán đó, có con tán đây ha. Vậy là tôi đã giới thiệu cho quý khách hàng các loại kẹp sago để dùng cho treo các loại tia ren như thế này, với mong muốn là chia sẻ kiến thức cho khách hàng hiểu được các sản phẩm Nam Quốc Thịnh đang sản xuất và cung cấp.
với mong muốn là khách hàng luôn ủng hộ chúng tôi. Các bạn nếu thấy video này hay, xin mời các bạn đăng ký kênh để chúng tôi làm thêm nhiều sản phẩm gửi đến quý khách hàng để tìm hiểu thêm nhiều chi tiết mà các sản phẩm khách hàng còn chưa biết đến. Xin cảm ơn các bạn.